đi được mà còn sống khóc. Tôi là ra nó ở nhà là chỗ chỗ rồi đó. Chỗ hiện tại bây giờ tôi nói thiệt chứ như mấy anh á, tôi chưa tin tôi là tôi còn sống nữa. Có lắm lúc tôi ngủ thiệt cái bộ nó bà chết. Không, hôm nay còn sống không? Dạ. Nó còn ngoe rồi. Dạ. Tiếng nghe nhưng mà lời nó không còn. Dạ. Mắt. Trai Mẹt Thứ xin kính chào cô chú, mến chào anh chị và các bạn cùng các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm trong nước cũng như ngoài nước một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, an lành trong cuộc sống. Thì thưa cô chú anh chị, hôm nay Trai Mẹt Thứ trở lại với vụ việc của anh Việt, một người ngư dân không may rơi xuống biển 4 ngày 4 đêm và quay trở về trong kỳ tích đó nghe cả nhà. Thì hiện giờ mình đang có mặt trước mặt nhà của anh Việt nha. Thì những video trước thì mình cũng có chia sẻ là câu chuyện của anh Việt đã kể lại đến cho cô chú anh chị và các bạn đã xem để hiểu hơn về câu chuyện của anh Việt rồi. Nhưng hôm nay mình quay lại để mà mục đích để hỏi thăm sức khỏe của anh, cũng như là nghe lại những sự chia sẻ của cô chú anh chị ở xóm, cũng như là những người thân gia đình của anh Việt. Thì để mình tiến vào trong để cùng nghe lại sự chia sẻ một lần nữa của anh Việt. Hiện giờ tình trạng sức khỏe của anh như thế nào và nghe lại sự chia sẻ của người thân trong gia đình của anh Việt như thế nào nghe cả nhà. Thì để mình tiến vào trong cả nhà. Thì hiện giờ anh Việt cũng đang chia sẻ một câu chuyện, có lẽ là cũng mình vô lúc này cũng còn hơi dang dở, nhưng mình sẽ cập nhật để cho cô chú anh chị hiểu hơn nha, cho nó có khách quan hơn nghe cô chú anh chị nha. Nếu mà mình lỡ quá thì mình cũng mau mình để có hơi cái ngốc vậy thì có cấp đó là mình còn tỉnh nha. Tư thế này thôi, tư thế mặt hướng về trước nè. Chứ nếu mà giả tỷ người đặt thí dụ mình thả tàu á thì sóng nó chụp đâu chịu nổi. Ngựa có sóc có. Rồi cấp mình mê đi rồi ngủ làm sao thì mình không biết. Làm sao không còn biết gì đâu. Lúc đó, dễ gì biết. Nó gắn nội sao đó. Không khi là nằm ngửa gì ngủ chừng rồi thành ra cho nên nắng mới cháy da mặt. Rồi lắm khi nằm sấp. Cháy da lưng. Cái mặt của anh là luôn luôn nằm trên mặt nước này. Giống như là trong trong 4 ngày 4 đêm đó là khả năng nó nằm trên mặt nước cao. Là gì? Thì mới thở được. Có khi mình nằm sấp mà cái mặt mình nghiêng lên. Không chừng. Coi như lúc đó chắc tuyệt vọng rồi. Muốn ngủ cái ngủ rồi. Tới đâu tới nhưng mà ngủ rồi sao mà tỉnh vậy? Giống như là đuối rồi đó. Tức là mình còn sống. Trời Phật che chở. Ông khát nước có uống được biển không? Hy hữu. Có lúc đầu cũng có nén mấy hớp. Uống đại vậy hả? Thì nén vô cũng như mình khát nước quá mình nén nhẹ vô. Khát quá uống làm luôn. Sao mà thở nổi ngợp thở. Mà có nằm sấp thì bây giờ mình xem cái lưng với cái mặt mình biết rồi. Ngựa có sắp có là ông bà che chở chứ không có đường nào mà nói là mà được bình thường gì. Như là trong cái lúc ngủ gục là có thể mình úp mặt xuống dưới mặt nước rồi mình giật mình, tại vì mình thở không được lúc đó thì mình giật bản mình. Bản năng tự dạ, đó bản, dạ bản năng để phản xạ tự nhiên. Dạ. Chắc cũng có chợp mắt được nhưng mà chợp mắt cái giấc ngủ nó không có được sâu. Dạ. Thì úp lại đụng vô cái nước thì thở không được. Là mình phải quay lên liền. Dạ. Thành ra lưng nó cháy hết, cháy lưng, cháy mặt. Cái vậy là chỉ ngựa có sắp có. Chỉ có cái đêm đầu tiên là anh phát hiện được chiếc tàu là mà anh kêu thôi ha. Còn qua ngày hôm sau rồi những bữa tiếp theo thì không có tàu nào mà chắc khoảng ngày. Lúc đó là ghé theo mà chủ ghe báo á, là mắc cỡ tầm 10 cỡ 21 giờ á là báo 5 cặp ghe đi kiếm mà kiếm không gặp. Trôi xa. Chắc có thể là do là tối với phần tối với phần mình gớt xuống mình chỉ cái giặt nhỏ trên biển thôi chứ đâu có bự. Rồi sao người ta thấy đường. 5 cặp ghe hoàng kiếm đó mà kiếm không gặp. Bởi vì người ta mới điện về nhà người ta báo là mình té. Rồi hình như chắc là lú cái động lên thôi. Giống như là ở nhà lo lắng có chuẩn bị giống như là đi lên trển luôn. Dạ. Anh Tư. Ban đầu thì ở đây thì anh ba với vợ em đi lên trển. Rồi lên trển anh Tư anh ở Bình Dương mới xuống nữa là ba người ở trển. Là hai hai
hai anh ruột em với vợ em anh chở nó. Nói chung là ở nhà ông bà cô chú bác thì cầu mong trời Phật cứu nó thôi. Nhưng mà không ngờ đó là sự thật. Ông bà che chở. Này tính ra ông bà che chở rõ ràng. Như cũng gia đình cũng không ai có thể tin được là anh Việt sẽ quay trở về trong kỳ tích ha. Không tin luôn. Không tin. Dạ. Hay được mà còn sống khóc. Tôi là ra nước mắt. Ở nhà là chọn chỗ rồi đó. Dạ. Chọn chỗ. Hiện tại bây giờ tôi nói thiệt chứ như mấy anh á, tôi chưa tin tôi là tôi còn sống nữa nè. Có lắm dạ. Lúc tôi ngủ dạ. Thiệt cái bộ nó vàng. Rồi. Ngủ là kể như buông xuôi rồi đó. Hiện tại giờ luôn nè. Anh kêu mà không nghe là thời điểm đó. Không, hiện tại bây giờ nữa nè, chưa có nghĩ là mình về tới nhà nữa nè. Có lắm lúc bằng đi mình ngủ á, mình mớ á. Không, hiện tại bây giờ luôn, chưa có cái nó mê mang mình chưa có hoàn toàn hồi phục á. Dạ. Thì mình xin hỏi anh Việt một câu nha. Là khi mà anh đã té xuống như vậy á thì trong khoảng thời gian bao lâu mình suy nghĩ nha chứ mình lúc đó là mình không biết thời gian nha. Là mình suy nghĩ trong khoảng thời gian bao lâu là anh tuyệt vọng để anh mình khoảng mình... tầm 2 ngày một đêm. Ồ vậy là có 2 đêm một ngày. Vậy là cái sức hy vọng của anh còn rất nhiều ha. Lúc anh đáng lẽ người ta như ví dụ như người ta té xuống đêm, là hai... trong vòng 1-2 tiếng là người ta không ai vớt á là người ta đã tuyệt vọng rồi, giống như là mình nói là cái đường mình không còn để giống như để cái kiểu tuyệt vọng là để cuối cùng rồi đó. Nhưng mà ảnh tới 2 ngày hai đêm một ngày hai đêm một ngày ảnh mới là ảnh mới chấp nhận là ảnh muốn bỏ cuộc, nhưng mà lúc đó là ảnh cũng không bỏ cuộc thật sự là lúc đó mình bị mê đi chứ không phải là mình bỏ mà mình có lý trí là mình lội là đúng hai một đêm đầu rồi một ngày sau rồi lội một đêm sau nữa là gần sáng rồi mình mới bị mê tại vì đâu sáng mình biết mà đâu tối mình biết mà cái đó là cái ý chí sinh tồn của mình quá trời mạnh mẽ luôn. Dạ. Nhưng mà ý chí sinh tồn là một phần thôi, chỉ có kỳ tích và ông bà che chở để nâng đỡ thôi. Dạ. Phải không Linh? Dạ. Đúng rồi, cái trường hợp của anh cái nguyện vọng cao nữa. Dạ. Nguyện vọng cao. Rất khó để giải thích đó. Mất đi. Dạ. Vợ con mình sống ra sao? Dạ. Trong đầu mình suy nghĩ ha chú ha. Dạ. Cho nên cảm động lòng cha. Dạ. Trời cứu giấc đó chắc cũng suy nghĩ dữ lắm, con cái ở nhà con nhỏ chiếu vợ nữa rồi không có gạo thì ăn từ lon từ ngày sợ dữ lắm. Trời Phật cứu giúp. Dạ. Động lòng trời luôn. Dạ. Tôi nói chỉ có đường đó thôi, bữa hổm cái chú gì đã hỏi tôi trời cảm động lòng mới cho nó sống. Dạ. Nếu mà nó mất đi vợ con nó sống ra sao khổ lắm. À, chỉ có những cái ý chí đó thêm một phần nữa là sự che chở của trời Phật nâng đỡ mình. Yeah. Nhưng mà một phần chính đầu tiên nhất là trời Phật che chở đó, sau nữa là cái ý chí sinh tồn của mình không bỏ cuộc trước hoàn cảnh đó. Cố rồi. Nghe nó kể lại là mấy chú vớt nó ông anh ơi còn sống không? Dạ. Anh tôi vớt lên. Dạ. Nó còn ngon nghe được. Dạ. Tiếng nghe nhưng mà lời nói không còn. Dạ. Mắt mũi không mở được. Dạ. Lúc đó là quá mòn mỏi. Dạ. Nó chỉ giơ tay nhất nhất anh em ta mới vớt nó lên. Dạ. Trễ chút giây lát nào nữa thôi thì chắc cháu tụi nó rồi khỏi đời. Dạ. Ê, thà là mình bệnh hoặc là gì đó mình mắc đột ngột thì cái đó là mình không nói, còn mình tính của mình sắp sửa xảy ra cái nỗi đó là nó khiếp sợ vô cùng, khiếp sợ dữ lắm à, anh ha. Mà giả tỷ như mình bệnh đau á thì mình cũng giả tỷ mình thì mình cũng còn cái xác. Dạ. Còn cái này mình cũng sợ là mình còn nói vậy. Dạ. Vì có học ta gọi là cái bằng một cái điều là thật sự là kêu mà hối tiếc nhất của gia đình luôn đó. Nhưng mà anh đã quay trở về thì trong cái lúc mà anh đã quay trở về hồi cái lúc đó là anh em cũng có chia sẻ lên là rất đông những cô chú ở xóm lại để chờ anh trở về.
đón trạng nguyên về là. Dạ, đón trạng nguyên về là. Là lúc lúc đó là mình coi là hì 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 luôn ha. Rất là đông luôn, cô chú vỗ tay. Con ơi. Ừ, dạ. Đón trạng nguyên về là. Có bữa có một khúc YouTube quay gì nữa đó tụi. Dạ. Dạ, nói thì nói là à, vỗ tay chúc mừng anh trạng nguyên về làng đi. Dạ. Cái chú YouTube chú gì đó. Dạ. Mới kêu là vỗ tay bà con ơi. Dạ. Mới vỗ tay một cái hiệu cái ha. Rất là vui. Dạ. Vui mừng. Dạ. Vui lắm. Anh Việt là anh cao khoảng bao nhiêu ta? 1m75. 1m75 ha. À, vậy là anh cũng khá là cao. 1m75 mà anh nặng bao nhiêu ký? Một lần 97-98 bây giờ còn có 89 nè. 89 ký hả? Cái chiều cao với cái cân nặng nó cũng nói là cái sức khỏe của anh Việt á, của anh Việt 75 ha. Dạ, có sức. Ừ, giống như có sức. Sức. Kêu tôi ngâm rượu mà không về uống tôi đâu chịu. Không biết đâu uống được đây. Đây tới Tết thế nào cũng uống được à. Chứ tí đi đợt sau làm tới Tết về cũng phải uống chứ. Là nhậu với tôi. Nhậu hết bốn lon bia, hai chú cháu uống hết bốn lon bia. Trời rồi cái đó là đi rồi về rồi con với cậu Bảy nhậu sao nữa. Dạ. Cậu Bảy ơi mua rượu đổ vô keo đi. Mắc mà. Cái đó cấp con mới đi ghe về. Cái lúc mà anh còn tỉnh thì anh có cầu nguyện hay mình giái cái gì không anh? Có giái tùm lum hết trơn. Giái mới té là giái mẹ Quan Âm ơi cứu con, 12 vị Phật tổ cứu con, ông tà bà cậu cứu con, khuất mặt mày theo con cứu con. Rồi sau cùng cái mới té giái ca ông á, rồi giái cúng cho con khỏi, con cúng cặp dịch duyên dĩa trái cây đó. Cái cạo đầu là anh tự cạo hay là anh có không giá? Mình không có giái mà khi mình ngủ mình đi thiếp trên biển á. Ừ. Mình thấy cứu mình về cái tự nhiên cái mình ra tiệm mình kêu xuống tóc. Chứ rồi như là anh muốn giống như là anh cũng như người ta khiến mình xuống tóc vậy đó chứ mình không có giái. Ừ. Thì mình về mình cúng bữa cũng trả lễ là sáng mình đi xuống tóc luôn. Dạ. Cho con người thoải mái. Dạ. Cũng như mình sống người mới vậy đó. Dạ. Đó như ông bà đạo giống như là mình mừng quá cho nên là mình giống như mình cái đó là mình mơ. Dạ. mình mơ mình thấy vậy đó rồi mình phải đi xuống tóc chứ không phải là mình giái. Cái đó là cũng như ông bà kêu mình về mà cạo đầu vậy đó. Dạ. Nói chung ra là vậy ta mới cho thấy như vậy, thấy tự nhiên về rồi cũng cúng dịch cúng đồ vậy đó mà thấy tự nhiên cái đi lại cái tiệm kêu xuống tóc mà tiệm bên Cà Nhung nha. Thấy rồi, tiệm qua tiệm Cà Nhung á, mà gốc gột bữa lại tiệm mẩm. Đi tiệm Cà Nhung không? Không, lại tiệm mẩm. Ngày 4, đi lên bữa nay ngày 10. Vì là tính ra là gần một tuần nữa ha. Dạ. Đây là cô chú anh chị các bạn nhìn là trên cái gương mặt của anh phải không? Nó bị, giống như bị nắng ha. Bị nắng nó nám phải không? Coi như hai bề. Nám rồi nó bong da phải không? Giống như khi mình đi mà nắng mà cái như mình đi phòng da phòng như cái lưng gọi là bị chóc da hết trơn à. Chóc da thì cực tím nó nắng nó chiếu vô nó làm cho cái da mình bị bong ra bong da ra cháy là lọt giống như tạo lại một cái người mới mà mình phải tẩy những cái người cũ của mình đi hết mình lột từ từ tay này lột luôn dạ. Còn đâu có đen đâu. Lúc nữa thì cái bụng. Mà bây giờ từ từ lột này luôn. À, chú mấy chú có nãy giờ có quay cái lưng em chưa? Dạ. Nè tay lột lấy ra nè. Nó nằm sấp. Dạ. Nó nằm sấp thiệt. Có sấp có ngửa. Cho nên nó mới đó. Dạ. Cháy luôn á. Cái thế lúc nào cái lưng nó cũng đưa lên nè. Rồi theo như ý tôi nghĩ khác, tôi nói nếu mà nằm úp lọt thở thì sao thở nổi mà thiệt sự thật có luôn. Cái này là do người ta vớt mà ông bà đỡ ông bà chở chở do người ta vớt, ta nói mình nằm sấp luôn mà nằm sấp luôn là lúc ghe lưới là vớt. Dạ. Là nói là anh nằm sấp luôn nghe nằm sấp luôn vậy nha, vậy là xong đó nha. Dạ. Để anh chút xíu nữa đi.
Vậy là lúc ra lưới lại nói anh nằm sắp là lúc đó là sao anh thở ta? Lúc đó là... Như đó mình đâu biết gì đâu, cứ bởi vậy mình mới nói là ông bà người trời cứu. Dạ không biết lúc đó là mình... Nếu mà ra lưới lại nói là mấy anh trên ra lưới nói là lúc đó là anh đã... Trời sướng mưa, sở chiếc xe lại nghe anh ra. Vậy mấy anh nói, anh ơi còn trời mà có mưa sở chiếc xe lại nghe. Là mấy ảnh mới hỏi vậy đó. Chắc mấy ảnh hỏi cho có vậy thôi chứ mấy ảnh thừa biết là anh này đã mất rồi. Mấy ảnh nhìn tại vì nằm sắp mà. Sắp. Đúng không? Tại vì nằm sắp. Không. Mấy ảnh là khiến mà. Mấy ảnh là nói mà người tài công phải không? Đang chạy gì đó cái tới đó tắt thả cho cái thằng bạn này tóc lên thấy có giật lạ là tóc đời mái chạy lại rồi. Dạ. Giống như khiến để cho tài công tắt cái ghe để vớt ha. Không phải, khiến là cái thằng bạn này cứu nè, chứ không khiến tài công. Dạ. Dạ. Như là cái thằng bạn thấy rồi la lên hay là sao? Không, chạy thẳng luôn lên đời mái chạy lại vớt luôn. Dạ. Nhưng mà ở ngoài biển là cái tầm nhìn mình rất là hạn chế nha. Mình ví dụ như hơi xa chứ mà mình nhìn sóng nó nhấp nhô nè, mình đâu có thấy đâu. Tầm nhìn nó hạn chế lắm. Nếu nó nói gì á ông bà khiến cho cái người này thấy cái giật lại trước, vậy tỷ có cái ánh hào quang hay gì chiếu đó hay là cái giật lại rồi đó, cái tàu này nó tắt rồi, cho nên là cái ngư phủ này nó kêu tàu chạy lại đó. Không kêu luôn, lên đợi máy chạy luôn. Đợi máy chạy luôn. Cái anh như phủ nó đợi máy chạy luôn. Tại vì chiếc ghe lưới ghẹ đó là cũng người chạy phụ rồi vậy đó. Nó lên là nó đợi máy nó chạy luôn, nó chạy thẳng chứ luôn. Phải là tài công đợi máy anh gì ha. Công nó thả trôi rồi nó ăn uống rồi đó là lên cái tắt thả trôi đó rồi thằng này nó thấy giật lạ là nó tóc nó phóng lên nó đợi nó chạy luôn á. Rồi nghe nó cười lại vậy đó. Dạ. Thấy cái giật lạ. Dạ. Tại biết sao không? Khiến để cho cắt tóc chạy lại. Tại vì đang nằm sấp, đang tư thế nằm sấp thì không biết là như thế nào. Phải không? Nếu mà mình nói là cái anh ngư phủ này nếu mà chạy lại chậm trễ là cơ thể. Dạ. Thì bởi vì trong tư thế nằm sấp mà nằm sấp đâu có thở được. Dạ. Chắc có lẽ lúc đó anh gì mòn mỏi quá anh đóng cái mặt xuống để giống như anh chở và ở cõi trên. Dạ. Khiến cho anh chàng này lại là nghe nó đâu lại là nó biết mình còn sống chứ bộ. Dạ. Nó nói mà thấy trời sống coi quýnh coi giạt cái đầu vậy nè, nó kêu thì nó nói vậy thôi chứ nó thấy trời sống mình gặt cái đầu ngang vậy nè. Dạ. Trời sống là quýnh giạt cái đầu ngang còn cởi gõ vậy nữa mà lên biên phòng cũng báo vậy đó. Nói chung là cảm ơn trời Phật vậy đó, trời Phật cứu con. Bây giờ ăn uống cũng chưa có được bình thường đâu. Nếu mà khiến cho anh chàng nó mà chậm trễ thì anh chàng này không? Nó bị ấy à. Giờ đỡ nhiều rồi đó. Không mắt còn mờ. Bên nó bị đỏ hả? Nó bị lép vàng mạc á. Ngâm nước muối về mấy ngày. Nhỏ thuốc hay sao? Nhỏ thuốc với ấy khám bác sĩ rồi ngày qua nhỏ thuốc với ấy. Bữa ngày mai đi ra ngoài khám lại, nếu không ấy đi gạt giá, bữa thứ hai đi gạt giá khám cơ thể lại luôn. Thế còn nghĩ là hiện tại là anh về nhà anh nghỉ luôn ha, có nghĩa là anh nghỉ đi biển à, nghỉ. Nghỉ ha. Rồi qua sự việc này thì mình cũng có chỗ làm rồi, ở trên Vũng Tàu á, có Minh Tăng á giới thiệu cho mình làm chuyện làm à. Dạ, là công việc gì anh? Làm bán đồ chai á, mướn hai vợ chồng. Cái công việc rất là ý nghĩa luôn ha anh ha. Vậy là chắc một khoảng thời gian cũng cỡ chắc cũng cỡ tháng hai tháng nữa thì anh mới đi làm được ha. Cứ làm. Dạ. Bây giờ anh cho con cho vợ ăn uống chưa được nữa. Bây giờ bữa anh đi bên ở bệnh viện ở Kiên Giang đến khám lại ha. Dạ. Dạ. Thì hôm nay thì em xuống giống như là tìm hiểu. Thì em cũng trích số tiền quỹ trên cái kênh của em á, là của anh Diễm nha. Dạ. Rồi em đại diện trao anh số tiền của em Diễm là 500 ngàn ha. Rồi em cảm ơn chị Diễm rất nhiều, cảm ơn Lệnh Hồng Quân rất nhiều. Dạ, thì anh Việt cho em hỏi thêm một cái câu hỏi hiện giờ rất đông cô chú anh chị để muốn biết là tình hình sức khỏe của anh hiện giờ như thế nào với anh ha. Sức khỏe anh bây giờ chưa có ổn định.
Dạ. Hàm răng lử còn đau, chưa có ăn uống bình thường được, dưới mắt dạ. anh còn mờ. Dạ. Thế mời chủ nhật rồi mốt thứ hai anh đi gạch giá anh khám lại, anh thám gắn tổng quát cơ thể anh luôn. Dạ. Thì một câu hỏi, có lẽ câu hỏi cuối cùng của em Linh, còn anh thì anh có hỏi thêm hỏi nha, là anh Việt có đôi lời nào nhắn nhủ đến những anh ngư phủ cùng nghề với mình hiện giờ, là có cái câu nói gì để nhắn nhủ với những anh ngư phủ hiện giờ đang làm biển, cũng như là những anh đang ở về bờ chuẩn bị đi ra biển, thì anh có thể chia sẻ? Cái đó là chuyện đó là tùy theo sở thích của người ta, nếu mình chia sẻ gì là người ta băn khoăn, người ta không làm được thì tội nghiệp người ta. Dạ, như anh chia sẻ là có thể là cẩn thận hơn những lúc trời sóng gió hoặc là gì đó. Chúc mấy anh em ngư phủ như tôi dạ. đi ghe, đi tàu cẩn thận. Dạ. Đừng có chủ quan mà gớt dưới biển như tôi. Chúc mấy cái đó mình chúc không được đâu, mấy người đó người ta chửi chết. Dạ. Không được, cái đó đi chẳng khác nào mình rủa người ta rồi. Dạ. Không được. Trong hè dạ. Dạ. Dạ đúng rồi, mình chúc đó, mấy anh hãy nhớ cẩn thận, cẩn thận trong mỗi lúc mọi nơi, ví dụ là vậy ha chú ha. Đi tàu đi nha, vượt qua được một sóng gió bất ngờ. Dạ. Dạ. Mình có đi chúc anh em cẩn thận. Tại vì em có giái là nếu mà em còn sống đó là em không còn đi biển nữa, em bỏ nghề, em có giái.